Cục Đường bộ vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan đang quản lý đường bộ cao tốc được thiết kế 4 làn xe cơ giới có giải phân cách cứng phân chia 2 chiều xe chạy, được nâng tốc độ chạy xe tối đa từ 80 lên 90 km/h. Theo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe có đủ tiêu chí là đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe trở lên và đều có hệ thống hàng rào hai bên, bảo đảm tiêu chí ngoài khu vực đông dân cư. Để nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc phân kỳ 4 làn xe hạn chế, việc nâng tốc độ cho phép tối đa 90 km/h là phù hợp. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho rằng, trước tiên cần áp dụng tốc độ 90 km/h đối với xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ trừ xe buýt, ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn. Các phương tiện còn lại giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h. Thưa quý vị, do lượng hành khách đặt vé tàu tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ga Sài Gòn đã tăng cường thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ cao điểm Tết. Tính đến nay, sau hơn 2 tháng mở bán, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã bán gần 240.000 vé. Ngoài việc hành khách đi tàu được áp dụng chính sách giảm 5% giá vé lượt về dành cho hành khách mua khứ hồi và giảm từ 10 đến 20% cho sinh viên, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng đã lên phương án tăng chuyến hoặc nối toa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày giáp Tết do lượng hành khách về quê lớn. Để bảo đảm cho chuyến đi an toàn, hành khách phải mang theo vé và giấy tờ tùy thân phục vụ cho việc kiểm soát vé tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh thành trước và sau Tết đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Một số chặng sắp kín chỗ, đặc biệt là trong các ngày từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 9 tháng 2, tức từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp. Chiều về từ các sân bay địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều chặng đã bán hết vé trong một số ngày cao điểm sau Tết âm lịch từ ngày 11 cho đến ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 4 tháng Giêng tới ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, so với tuần trước, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương và ngược lại trên các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao với 324 chuyến tăng thêm, tương ứng gần 61.000 ghế. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, đơn vị sẽ hoàn thành công tác vận hành, chạy thử đoạn trên cao tuyến Nhổn ga Hà Nội vào cuối tháng 4 năm 2024, cuối tháng 6 năm 2024 hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước để bàn giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đường sắt Hà Nội đưa vào vận hành thương mại, đồng thời tập trung cho công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho tuyến số 2, đoạn 5 Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tiếp tục công tác, chuẩn bị đầu tư các dự án khác. Thưa quý vị, trước yêu cầu phải hoàn thành các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, những ngày qua, nhà thầu thi công các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chạy đua với thời gian, nỗ lực và quyết tâm vượt khó, đẩy nhanh tiến độ cao nhất đến mức có thể, thậm chí phải làm xuyên đêm để bảo đảm tiến độ đề ra. Đã khoảng 21 giờ, nhưng tại khu tái định cư ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, công trường vẫn tấp nập xe ra vào. Hàng chục xe tải nối đuôi nhau chở đất đến để san lấp mặt bằng, đất đổ đến đâu, xe san gạt, lu lèn đến đó. Không khí làm việc hết sức sôi nổi, khẩn trương, chạy đua với thời gian để đảm bảo kịp tiến độ công trình. Đơn vị là dồn hết nhân lực, vật lực và làm ngày làm đêm để nhân tiến độ công trình. Ấy đây em cũng rất là hồ hởi, mặc dù là làm ngày làm đêm nhưng mà tinh thần là cũng luôn là cố gắng, vui vẻ. Tỉnh Quảng Trị xây dựng 9 khu tái định cư với tổng diện tích trên 37 ha để di rời 351 hộ dân bị ảnh hưởng dự án đến ở. Hiện nay, các khu tái định cư này hiện mới thi công được từ 30 đến 95% khối lượng công việc. Chúng tôi chỉ đạo làm từ sáng sớm đến tối và làm xuyên đêm và đảm bảo được để mà cho mặt bằng sớm được bàn giao. Hiện nay là chúng tôi là đảm bảo theo đúng tiến độ và vượt cái tiến độ mà theo thời gian đặt ra. Nguyên nhân khiến việc xây dựng các khu tái định cư bị chậm là do gặp khó khăn về nguồn đất san lấp mặt bằng, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng cùng nhiều thủ tục khác. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, không có ngày nghỉ. Và các đồng chí thế, tôi đề nghị các đồng chí cả các huyện như vậy, chúng ta quyết tâm là xây là phải không có Tết để rồi mà tập trung vào làm, tập trung thi công tăng ca tăng kíp lên để mà cố gắng hoàn thành.
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Trị sẽ nỗ lực tìm hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, lựa chọn những phương án đền bù phù hợp, đáp ứng quyền lợi của người dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm, giữa dòng người và phương tiện tấp nập vội vã, không khó để bắt gặp những chiếc xe chạy theo kiểu rùa bò, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, đặc biệt là ở một số tuyến đường gần các bến xe, nhằm ngăn chặn xử lý triệt để tình trạng này, bảo đảm an toàn giao thông cũng như quyền lợi của hành khách. Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng phương thức in hình ảnh vi phạm tại chốt xử lý và cho các lái xe ký xác nhận hành vi của mình. Nhiều trường hợp, xe hợp đồng vừa vi phạm dừng đỗ tại nơi có biển cấm dừng đỗ. Nhưng khi bị lực lượng chức năng dừng xe, thì lái xe đã ngay lập tức có thái độ chưa thực sự hợp tác, thậm chí còn bỏ đi, gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, với những hình ảnh được in tại chỗ, rõ ràng thời gian, địa điểm vi phạm, thì việc tìm lý do để bao biện trình bày là không thể. Tôi biết có người nhà về xuống đây thì tôi đưa về chú bỏ xuống cái đường kia thì rồi tiện đưa vào chú qua kia cái cho tiện chú đi thôi, chứ không phải xe khách. Anh xe nhà không phải xe khách đâu. Theo lực lượng chức năng, để triển khai thực hiện, các tổ công tác sẽ cắm chốt tại hai vị trí. Tổ thứ nhất công khai xử lý vi phạm trực tiếp trên tuyến. Tổ còn lại hóa trang ghi hình xe vi phạm để làm căn cứ xử lý. Nhận được hình ảnh từ tổ hóa trang, tổ công tác công khai dừng xe xử lý vi phạm và chuẩn bị các thiết bị nghiệp vụ, máy in màu để in hình ảnh cho tài xế xem lại lỗi vi phạm. Hình thức này nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ, đón trả khách chung quanh khu vực các bến xe. Cái việc như này thì nó sẽ rút ngắn được cái quy trình xử lý, chứng minh lỗi vi phạm cho lái xe luôn, và từ đó để lái xe và các nhà xe nhận thức được cái vi phạm của mình. Còn một cái nữa là khi áp dụng khoa học công nghệ này vào thì cán bộ chiến sĩ ra ngoài đường thì sẽ giúp ích được rất nhiều, rút ngắn được các cái thời gian và các cái quy trình để xử lý vi phạm chính. Thực tế cho thấy, việc áp dụng hình thức xử phạt in ảnh tại chỗ bước đầu khá hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn bởi sự xuất hiện của các cò mồi liên tục thông báo địa điểm làm việc của lực lượng chức năng. Do vậy, song song với việc lập chốt, việc áp dụng phạt nguội cũng được triển khai. Đối với các trường hợp chưa xử lý được tại chỗ sẽ xử lý phạt nguội, gửi thông tin về cho các doanh nghiệp để tiến hành xử phạt theo đúng quy định.